Xin chào cả nhà nha. Bữa nay có anh Năm Lon anh lên cả nhà ơi, nhưng mà anh lên chưa tới. Anh điện ngày qua nó anh bữa nay anh lên nữa. Anh Năm lại anh đi gài được mớ chuột nè. Gài được mớ chuột. Giờ hai anh em mình mành. Chút nữa Năm lên làm món gì làm. Chuột này ngon lắm cả nhà ơi. Mà mình đăng lên đó, anh em mua cái không có đủ chuột mình giao, anh em thông cảm giùm nha. Lúc này lúa nó mắc là mấy anh em thường thường ta làm ruộng rồi ta đi gài chuột đồ kiếm thêm, mà nay lúa nó rẻ quá. Mấy anh em ta đi làm xí nghiệp sao ít có người làm chuột, có người hay người làm nên không có đủ giao cho anh em. Đấy, được cũng mấy ký này. Còn trong đây mớ nữa nè. Thì bữa nay anh Năm anh lên ngày chủ nhật cả nhà ơi. Bữa nay là cũng cái ngày mình nấu cháo ếch Singapore mình bán. Mình nấu mình bán thứ bảy với chủ nhật. Nè, mình cháo mình nấu mình bỏ cái lá dứa vô rồi nè, nó có màu xanh rồi nè. Thì mẹ mình cũng có làm thêm mấy món nữa cả nhà ơi. Này thịt kho tàu, nghĩa là này măng mẹ xào nè. Sáng mẹ mang con gà xào đặng đậu bánh xèo. Một cái chảo hết biết luôn. Tính anh Năm với chị Năm lên, chứ mà nãy anh Năm nhắn tin cho mình là anh Năm lên có mình à. Chị Năm ở nhà bán đồ, chị Năm không đi được. Chảo khổng lồ. Cái này thao bột mẹ mình xay rồi nè. Xay tay ở nhà xay chứ không đem đi xay máy cả nhà ơi. Sáng mình kêu mẹ mình sao không mua bọc bột về đổ ăn, mẹ nói mua bột đổ nó không ngon. Mẹ xay. Giờ đây sắc hành lại vô. Này mình mang chuột rồi nè cả nhà ơi. Như đây nè. Chuột mình làm mà một nắng giao cho anh em thì mình bỏ gan, còn cái này mình mang ăn liền mình lấy gan lại. Tại mình làm một nắng mình bỏ tủ đông á. Cái gan này nó ra máu nó đỏ đỏ nhìn nó không ngon nên mình bỏ. Được như đây nè, mình xong cũng được tí mấy á. Thầy cái này cái rổ rau con xèo mẹ mình rửa xong rồi nè. Bên này cái lá dừng. Đủ thứ hết đó. Lá dừng, rau nhái, cải. Rau thu, rau dấp cũng như. Cái này này có lá đinh lăng nè. Lá đinh lăng nè. Rau nhái. Thái vòng vòng nhà mình nè. Thì để tôi làm cái chén nước mắm đằng ăn bánh xèo nè. Anh Nam chưa có lên tới cả nhà ơi. Mình có điện anh nhẹ với bầu cho anh xuống nè. Nhẹ nằm giọng. Nhà mà mình tông thì nhiều lắm. Anh này cũng mang tre. Tôi là đặc quyền nè. Nhiều à. Ủa xe này xe của bầu cho anh hay xe anh nhẹ à? Cái ta. Đẹp quá. Đây bảy tươi đồ bánh xèo nè cả nhà ơi. Chào cô chú ấy con. Giờ hay quá. Bởi tôi lấy cái cục mỡ đó cả nhà. Nè, đổ sỏi vô cục mỡ rồi chà vô cái chảo. Nè, mỡ nó gì nè. Đây.
nấu hai bếp. Trở hả bay? Nó trở lại coi. Không có trở hả? Không. Đổ được ba cái rồi, ba cái không không có nhân. Bột sai á. Ông quay bột mua cho nên không có vàng luôn. Khỏi này nắp được thì nắp. Mẹ, để nắp chứ mẹ. Để nắp nó mới chín chứ anh chứ. Cái này chín rồi cả nhà ơi. Trải nhân vô vậy nè. Nhân này mẹ mình xào thịt gà với lại ba rọi. Với măng. Bốn cái rồi. Đây cái bên đây cũng sắp chín rồi nè. Đây, cái bên đây cũng chín rồi cả nhà ơi. Bỏ nhân vô cái mình gấp lại. Cái này vàng hơn. Vàng, cái này ngon mà. Anh Năm cũng lên tới rồi nè cả nhà ơi. Anh Năm chở thùng ghẹ lên. Em chở thùng ghẹ lên mình cắt ra để ở nhà đây mớ cho mấy đứa em với mấy đứa cháu mình nằm bên kia vậy mình cắt còn nhiều mình đi em dưới làm món ăn chưa hết hả bệnh như cò nó nhức đầu nó ối nó khóc kỹ dữ khui hè sao phải chọt lỗ vậy anh Năm đá cắm như vậy đi lâu quá. Wow. 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 Mẹ cho nó coi mẹ. Nói với bà tôi đi tới 5 tiếng mà. Ủa, con sống hay gì xì bọt? Nó còn sống mà. Trời ơi. Thì nghe con sống. Ơi xì bọt luôn bởi gì vậy? Đá vô cho nó. À. Bự. Bự bự. Quá ngon rồi. Rồi lấy lần mớ đi, còn mớ mình đem đi. Ôi. Mớ đem dưới làm món. Ê cục thịt. Cái gì tới đây? Đang thở á. Làm cái này chắc bầu ăn ngon hơn ghẹ quá. Mình đây đâu có ghẹ sống gì đâu. Rồi. Mình đem dưới như đây cả nhà ơi. Bọc này còn này để đây cho mấy đứa cháu với mấy đứa em mình nhà làm món đi. Đây. Đây bỏ lại đây đi. Ăn chưa ăn chưa bỏ đi. Mình chạy xuống cho anh Chiến rồi cả nhà ơi. Đem đồ dưới anh Chiến rồi. Bây giờ mình về mình lấy bánh xèo. Với là rau với nước mắm nè. Còn gạo này mình đem dưới chiều nấu cơm với cái mình làm món khô quẹt ăn cơm. Mấy anh em tới rồi rồi cả nhà ơi. Bây giờ Út Lương lên kêu cháo nè để mình làm hai phần cháo cho Út Lương cái. Út Lương thì đem lên cái kho này nè, kêu kho bằng cái ơ đó cho ổng. Còn cho chú Bảy thì cái ơ này. Đây, thì mình cắt xong rồi mình chế cái nước kho vô cả nhà ơi. Một con một tô mình nấu 2.5 giá nước tán bán đâu không em ăn không được chết thì trong nghề mà anh nói sao giờ được không được anh nhỉ. Cái nước nấu này thì nhiều gia vị lắm trong đây. À. Dạ. Nhiều gia vị lắm trong đây mình lúc trước mình có chia sẻ với lại cả nhà rồi. Lúc này mình nấu cái nước này mình không có chia sẻ. Thì này mình bỏ ớt với hành tím, tiêu xanh, gừng. Đây. Mình làm được xong rồi đây. Đây sôi rồi cả nhà. Chính là mình bỏ miếng bột năng vô cả nhà cho nó sạch. Để
xong cả nhà ơi. Cái này còn này của anh Đường kêu khô khô. Quá cực kỳ luôn đó. Cái này nó cũng vừa khô rồi cả nhà ơi. Đây đây. Cái này anh Lương anh muốn kho khô thì mình kho khô cho ảnh, mình không có chờ nước, chỉ là bột năng, không mình không có chế bột năng vô. Đây, rồi, chỉnh luôn cả nhà ơi. Anh em tới chơi mình giờ kẹt cái ngày bán của mình thì vậy đi. À, anh nhẹ anh đi chặt dừa cho mình kìa. Anh bù cho anh thì làm ghẹ. Giặt với mấy ghẹ nãy giờ chưa xong phải không? Không rồi, chết rồi. Banh cái mu đó là xong. Đây, cháu mình cũng múc ra luôn rồi cả nhà ơi. Ngon quá. Wow, tô cháu màu xanh. Mình đâm lá dứa, xay lá dứa cả nhà. Xay lá dứa mình chế nước lá dứa vô nên cháu nó xanh. Wow. Bỏ ớt vô. Rồi, anh Lương cái chú Bảy cháu nhậu nha, ăn ngon miệng ha. Em kẹt trong kia em vô trọng em làm ạ. Hôm nay mình có đến trời vô, mình có dùng món cháo ếch với xin con mà. Rồi anh em ha. Yeah, còn quá đẹp rồi. Thôi bớt rồi. Nấu hành là cũng đúng ngon à. Mình ăn cái đùi ngon, mình ăn trước ha. Đúng là ông nấu đồ ăn cực kỳ ngon. Ồ, có tiêu lốp nữa nè. Còn thơm chết tao tiêu lốp nè anh em. Cực kỳ đúng. Chiều thứ bảy chủ nhật nào mình cũng phải đến điểm hẹn này chứ không bỏ lỡ được bạn ơi. Mình không bỏ lỡ được kèo này. Nói vậy chứ mình cũng nhậu lai lai nhà quê, nhậu với có cháu cũng đỡ bố tử lắm, khỏe lắm, nó lành mạnh lắm. Vì mai mình còn đi làm được. Vậy là ok rồi. Có dưới thơm, dưới thơm. Bà khác luôn. Cháo thơm lắm. Ừ, có dưới thơm là nó ngon à. Nó thơm. Tao xuống. Ừ, cho con cái bảy. Rồi. Bánh vô coi. Vô cà chứa không? Rồi, giờ mà tắm mình ăn cái dài đi ha. Chấm nước của bảy đây đó. Vô cái dài ra. Ngon. Mình ba dễ ha. Ba nồng này vậy ha. Cũng vô làm tôi ba nồng á. Rồi rồi. Thứ gì chịu nổi anh em ơi. Giờ mình làm ghẹ nấu bầu cả nhà ơi. Vậy bầu cho anh lấy cái nầu đó. Có mấy cái nầu tôi rửa rồi để đó đó. Giờ mình xấy tỏi với lại nấu nước dừa trước. Món này lần đầu tiên mình nấu luôn, không biết ra sao đây. Vậy hả? Ta kiểu không rành à, hỏi không. Nấu hai trái dừa luôn cả nhà ơi. Đây, coi cái tay nghề của anh nhẹ nè. Sắc bầu ra trước một chút nữa mình nhúng bầu vô cái dừa chín cái mình ăn. Nghe ta nói vậy chứ con chỉ tần nào cũng chưa ăn nữa. Gỗ cua ghẹ. Đây nè, ghẹ bầu cho anh làm rồi vậy nè. Thì bầu cho anh nấu bỏ ghẹ vô rồi nè cả nhà ơi. Hãy nêm cái nước miếng nước mắm, đường với ngọt nè. Chút nữa mình nêm miếng tiêu xanh, đập tiêu xanh ra mình bỏ vô với lại củ hành tím, bỏ vô nồi chanh thơm. Vậy là xong cái món ghẹ nấu bầu. Ừ. Ghẹ ngọt rồi mà chút bỏ bầu vô còn ngọt nữa, với nước dừa nữa. Nước dừa nó ngọt sẵn rồi. Có cua, nó cua mình không có cua mình không ăn ghẹ đợi. Đây mình cũng dọn sơ lên được mới rồi nè cả nhà ơi. Bánh xèo, rau, bầu rồi mình dọn sẵn lên rồi. Chén luôn rồi. Đây chị chắc lại chết luôn. Không ai kêu. Ông Lương kêu anh Năm ra ngoài. Để anh Năm ra ngoài đi.
Ở đây mấy anh em mình làm xong rồi nè cả nhà ơi, làm món xong rồi. Đây món củ mì của nhẹ đem xuống. Ở đây món măng xào với thịt, ăn bánh xèo. Bánh xèo trong đó có nhân rồi mà mẹ mình lấy thêm, lấy nhân thêm, ai có ăn thêm bỏ vô. Món này món đặc biệt. Còn món chuột với lại món cá nướng tới để cuối cả nhà ơi. Để đem lên nhiều quá ăn không hết, nó bị nguội, cá nướng thì nó nguội nó không ngon. Một lần bầu cho anh, một lần bầu cho anh chỉ chiên về đồ nướng không, bữa nay mình kẹt công chuyện bầu cho anh làm thợ nấu luôn. Dạy cho nó lên tay đừng về làm mỗi vợ rồi gì người ta giống anh em. Bây giờ bồ mở niêm tiêu vô. Tiêu nè. Nhìn ngon quá bầu cho anh ơi. Không biết ăn sao đây. Cái gì chứ ghẹ mà nấu gì nó ngọt chứ lắm. Gặp có bầu nữa nó cũng ngọt nữa. Hành tím này bỏ vô thì nó thơm khỏi nói. Bữa nay mình có đủ năm lợ tí rồi nữa, mình tí ngày mai đi làm nó không dám xuống. Giờ còn mới có 4 anh em à, để chút nữa mới tập trung lại mới đông. Bữa nay tấu tấu không chừng có chương trình ca hát nữa nghe. Không có tiêu khô anh, tiêu xanh. Tiêu xanh ngon hơn chứ. Lát nữa mình vớt vớt cái tiêu xanh đó mình chan vô cái húp cái đã đó. Được rồi bầu rột á, tắt ha. Biết nó đâu biết hành. Hành với lại hành với bầu này mà nó rột là nó không ngon đâu. Anh Nam ơi, anh Nam ở ngoài chơi từ từ vô nghe. Ở ngoài chơi từ từ vô mấy em xong rồi. Mấy anh em chơi trước. Ghế anh. Đợt này mình có ghế rồi ngồi lên cao ráo nhìn anh em sang quá, nhìn anh Nam cao hơn lúc trước. Caramel là chỉ có quay thôi phải không? Chừng nào ta ăn xong rồi mới. Quay suốt với kênh Phạm Dũng đó, quay suốt luôn. Bán vậy mới được chứ. Với kênh SV là chưa nó là một cách sau này nó là quay thứ hai với ghe. Đi mấy cái ổng trong đó mệt luôn. Tăng lên quá, cắm mặt luôn. Kênh nét quê giờ tiền dữ lắm á. Chứ hồi đó nó nhậu với mấy ông cậu. Mà hôm nay nó thương làm clip quá, từng từng làm 2 clip hết rồi. Làm miếng bầu đấy. Làm clip làm kênh không có tiền rồi ai cũng chậm ra clip. Em giờ từng giờ từng ra clip. Để làm thì thời gian làm chuyện khác có tiền nhiều hơn. Bầu trước đi. Bầu ơi, bầu nó ghẹ. Của đầu bếp John nữa. Ăn bầu trước đi ghẹ chưa chín. Ngon lắm. Cái ăn này thì kiểu cũng đủ đấy, ngon lắm đi. Đúng đủ đấy. Được không nhà? Quá được luôn, ngon lắm. Có lý quá. Nước ghẹ nó ăn ngọt. Cắt chín rồi. Chín rồi anh. Nó ghẹ mau chín lắm chứ. Nãy người ta không cắt bằng tư nữa. Tư rồi. Điện chỉ xuống quên bán đi rồi. Mời cả nhà ăn ghẹ nha. Lâu quá mới được ăn ghẹ này. Ghẹ này ngon nè. Thật không ạ? Ngồi thật.
nhìn nhức nách quá. Thịt dữ lắm. Được. Cái này nó bao ăn được. Lẩu cái lẩu được. Chắc quá trời rồi đó. Đúng rồi, lắc nhé. Ừ. Rồi cái đó cho tắm cho tỉ mình. Xin mời cả nhà nghe. Mình hấp miếng bầu cái đây. Miếng bầu cái được. Đã rồi, đã rồi. Em có đây. Tỉ mỉ kéo tay nó làm được. Ừ. Ngon thật chứ. Ngọt. Ngọt. Khỏe mà. Trên ra tay rồi. Thấy không? Tôi giờ tôi chơi chanh lên. Ngon quá cả nhà. Tôi là tôi sệt sệt chứ. Nấu cua nấu bầu mà muốn con tôi ghẻ nấu bầu cua ghẻ của anh em mới không chứ đâu. Bữa nào mà mua con cua để cho thằng Trần nấu cái đó hài đậm nữa, cái đó hài đậm để ăn mồng đi. Bữa nào mua con tôm còn để cho mồi cho nấu ha. Cua còn để. Ta ăn tôm còn để cái cua bình thường. Nằm lại chắc anh em. Nãy em với nhẹ chạy xuống con nó chuyện từ từ. Nằm trong nhân thắng. Nằm lại với tụi mày y như 504 hết sao những gì giống thành nó đợp ngã. Nó gấp xanh bằng dễ ngủ. Mát lạnh luôn á. Mát. Đó là gan cái giọng ngủ mà bài bản. Để bánh xèo không đợi bây giờ ngày đó đó là nhạc nằm em nhà dối được. Đây, em thấy cái nầu này là thấy đủ bo rồi chứ. Ừ, cái máy rẻ cái này, cái máy là ký hả nè. Mua 2 cái máy mà bỏ nhà mấy con. Nhà đó nè. Nhà cho mấy cháu. Dạ thật không? Được, cái này không bán vốn rồi nha. Nếu mà bán cháu giống người cô nên ngày qua con là chết tôi. Hãy đi quên dặn nó để cái đó cho mấy đứa cháu chứ là con muốn ăn thì dặn vợ đừng có ăn. Giặt quen nhỏ nó ăn hết là cua cái càng được, vợ nó cắn càng lên. Nó cũng vừa ngọt ha. Cái tinh nó thịt dữ thiệt chứ. Rẻ lớn. Mình bỏ đây tôm này mua cái phải thấy ngầu dậu quá trở như vậy xuống đây nắng nắng tự rồi chết cha chú nó mày mà uống rượu đế thì thầy luôn ba này ngon ồ ba cái cho em cục đá nha vô đi mình uống mình biết nếu uống rượu đế phải thêm bún dạ bún dạ. Bún dạ. Vô bún và cái miếng ấy. Cái này cùng cái này ăn miếng nó hợp thôi miếng nè có miếng nè mà có miếng à nó là cộng ngâm nước à cái này nấu để vô cái làng à dễ lắm sau bỏ vô sau bỏ vô cái em lộn trển hay nấu miếng miếng nấu gà giống như miếng này mua salad to rau đủ rồi ra đây mình có rủ em Hùng Chim Yến chuyên làm về nhà Yến nên ta kêu Hùng Chim Yến rủ vô chơi nha. Ui khách quý không đâu chén này dạ, em sống được anh chén đổ đổ đó đổ mới luôn dạ rồi cảm ơn anh. Thôi vô luôn em. Rồi, rồi, rồi anh cũng ngồi đây chứ. Để đây. Một giờ cho người ta ngồi dậu hai là một lần trong nhà xong rồi chiều còn ra ngoài bãi cỏ. Để nhà đi. À, nhớ đi. Anh tính nói mày thâu nhớ đi. Thì em ráng nhớ coi. Từ khi em chích vaccine mũi 3 cái trí nhớ của em nó không được đào. Đấy, phải không? Tên này nè. Không lẽ tên bi à? Cái vỏ đình bi cái gì? Cái lon đúng không?
Anh Loan chứ anh Năm, kêu là anh Năm thôi, không biết Năm gì. Rồi vô đi. Từ uống ly cái đã rồi mới mời được. Ở đây biết nhậu thứ rồi Năm mới tới là tự xử cái rồi muốn mời ai mời. Em đi công tác Đắk Lắk 20 ngày mới về chiều qua. Đắk Lắk hả? Dạ, Buôn Ma Thuột. Đắk Lắk kiếm con cá lăng ở dòng sông Sơn Đông Bắc. Trời ơi, nếu mà nói về cá lăng dòng sông Deport thì ngay tại điểm của em. Lăng đó ngon. Tại vì nhà em cách dòng sông Sơn Đông Bắc là 700 mét. Cái thời điểm mà anh coi, ví dụ cá lăng mà anh coi những cái con cái con cá lăng mà khoảng 5-6 kg á, mà nó lên báo hoặc là lên Facebook anh coi á, thì đó là ông anh nghèo mua. Cái quán Phương Dung, cái quán quán Phương Dung này là ông mua còn mấy ký, với quán Mỹ Lan, hai cái quán đó là nổi tiếng Đắk Lắk là đó, bà con nhà không từ em lên bả đi bộ thì khoảng là 15 phút, còn đi xe thì chưa tới 5 phút. 15 chấm đi em, chấm rồi, đi chấm. Anh đưa máy, anh ngồi đi. Rồi từ từ anh ngồi. Mà em cũng có mang xuống gọi là cái gì đó. Măng trúc của Đắk Lắk, măng rừng á, nó chỉ to như thế này thôi nè, măng trúc á, xuống cũng nấu với con cày ở mình. Đã không có số đó chứ. Đã, mấy anh em ăn. Sao măng không? Sao măng? Sao măng? Sao măng? Em như mắt mà, sao măng? Dạ. Ngoài mà có chú Thành đâu có. Em là nguyên quán Thái Bình. Có, còn kẹo tao mà. Chị ba 5 tấn hả? Chị 2 năm tấn. Em đẻ ở Đắk Lắk. Mà em cưới vợ ở đây. Dạ con đang chơi với lập nghiệp Sài Gòn, thấy cưới vợ Long An cái gì. Dạ. Hồng thì chuyên về làm nhà yến cả nhà ơi. Cũng có nhà yến nuôi yến bán luôn. Anh em có ai cần tổ yến hay gì là mình mua giùm cho. Yến 100% nhà làm luôn. Tham quan mô hình nhà yến 2 năm rồi. Trời ơi. Có lý lắm à. Từng nào không nay ổ nhiều chưa Hồng? Nay ổn rồi. Nói chung là mô hình nhà yến 2 năm rưỡi thì bữa nay tháng có thu nhập khoảng là 20-30 chai thì đều. Là nay là thu nhập tháng được 20-30 rồi hả? Một tháng hiện giờ là trên 1 ký. Dạ rồi. Là gọi là không có hái triệt mà là đang nhỏ thì cho có thôi. Hái còn dưỡng lại phải không? Dạ. Còn nếu mà đưa vô kinh tế mà khai thác thì tháng này có 2 ký rưỡi. Dạ rồi, con đi mà, con ba. Ừ, quá ngon là còn gì nữa. Dạ, chưa đâu. Anh em muốn đầu tư nhà yến về đây Hồng xây cho là ok luôn cả nhà. Đất mình đây giờ làm nhà yến là ngon lành luôn. Được, có ông anh ở cầu Quá An á, tính về đây tính đầu tư cái nhà yến. Quá An ừ, bên Quá An á, Bình Dương á. Quá An Bình Dương chỗ đó về đây đầu tư được. Ờ, anh tính về đây đầu tư mà sao anh còn tính toán gì lại, anh chưa có về đầu tư. Ông anh cũng nhờ mình kiếm miếng đất cho anh về xây nhà yến. Nhưng mà Mỹ Thành Bắc được không? Hả? Mỹ Thành Bắc. Về Mỹ Thành Bắc hả? Tại vì có sẵn đất thổ full 400 mét, mặt tiền 30 mét làm cỏ. Họ làm gì đó thì khỏi lo. Lý do cạnh sông rồi có đất thổ mình làm. Nhưng mà cái đường chịu vật liệu nó hơi căng cho nên chi phí đầu tư ban đầu hơi căng. Nhưng bắt đầu tính là đường dài cái nước mà 5-10 năm thì nó thắng. Ngon hơn phải không? Dạ. Nó có sông nước đồ, mát. Nhưng mà đường chịu vật liệu vậy xây dựng thì giờ nó đi đường ghe thì kinh phí nó lên xíu thôi. Dạ. Vật liệu xây dựng thì nói với anh Năm để anh chở luôn. Có mấy cái chở quận 12 lên Mỹ Thành Bắc đó. Bao nhiêu? Lên Bình Dương. Hồng nhậu với anh Năm mới còn lần nhớ. Nhậu có một lần một ngày mà nhậu hai cỡ. đúng rồi bữa đó gọi nhà của Năm Lợi nữa mà hai cái cổ hơi bị hay á. Không, nhà của anh gì nhà anh Lức rồi lên gọi nhà của Năm Lợi lần nữa nên đất lại ngày đó ha. Ngầu tối nhưng nhậu mà chuột chạy qua luôn á. Tại mấy anh cứ ăn chuột đồng chuột nhà với chuột cống ngồi mà con chuột chạy qua luôn. Chuột nhà với chuột cống anh không ăn bởi vì chuột còn mấy anh cứ ra đồng với anh ăn không đồng em xin lỗi anh tên gì
Anh tên Nhẹ. Anh Nhẹ hả? Nhà ở Bình Thạnh nè, nhà ở Phước Bình nè. Mình ở Phước Bình mình đây. Ừ. Còn anh này. Nó dưới trong bàn dưới. Nhà bàn. Vui. Chon. Chon. Giống như Chon Di Đặng. Ngon lắm phải không? ngon. Đây có em rể mình mới xuống nè cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Mới cho nó gắp miếng ghẹ cho nó nè. Phải nói món này ngon thiệt cả nhà ơi. Món từ nào mới hả chứ? Ghẹ năm luôn. Có tiêu xanh nữa nè. Không mà chờ. Ừ, tiêu xanh. Có 50.000 ba. Cái này ké bên cháu ít á. Cái này đúng gà hơn. Cháu xin nè. Ừ. Quá. Hết rồi cả nhà ơi. Mình nấu hai trái dừa với là rậu thêm miếng nước nữa mà giờ hết ráo rồi. Bà bán sao vậy? Đây có năm lợi lên xuống rồi nè cả nhà ơi. Dạ. Cho nấu á. Dạ. Cho nấu đây không biết sao để thử. Lâu cho nó nấu ăn nhẹ cho năm lợi ăn. Anh hấp miếng nước nữa rồi. Không cho này nấu này không biết sao chứ từ trưa giờ biết nướng cá lóc không. Anh hấp cái là hết biết liền. Nướng cá là dạng như là phụ thôi. Này mới chính. Để anh đỡ canh ghẹ đi. Thấy không? Này quá tay quá đất tiền. Nước ngon ngay con gà tây. Ê, cái con gà tây ấy. Quá tiền. Quá tiền. Một gì. Phải đàn rào cái ra điện đó. Em đang đi nướng cho đám ta rồi. Đi cho đám ta. Bỏ tàu lao. Nói chung là đợt này ăn đỡ ghẹ này. Đợt sau nó cù mình đấy. Ngọt dữ nữa. Ngon thiệt chứ. Ngon thiệt mà. Giờ dẫn đây ngon ngon. Được rồi. 10 điểm. Từ nào tới giờ biết tay nghề nướng cá rồi. Cá là thứ nhất là phải không? Không phải nướng cái gì cũng được, nướng chuột cái nước bao khé. Có đỡ sao mà. Sao xiên xiên cảm. Trở liên tục. Đi sao không? Chẳng qua là mới sạch Google coi thôi. Cái nó ngon hay không là do cái con ghẹ với cái bầu. Ba do đó ba đồng ý này. Có gì đâu. Ba đồng ý này. Mà làm này ngon thiệt, nó ngọt đã. Ở nhà cũng làm vậy chứ, coi như hùng như mua tôm về cái mấy cháu. Bữa nay năm lớn mưa tới nữa cái này rồi, mưa lớn quá lớn luôn, giọt trước hết rồi mình rảnh. Dằn cái miếng lưới này mé bên đây, mà giờ mưa ngược mé bên đây mưa qua. Giờ đang cái bàn gì mình không có dời qua được chứ, này thường là mình dời được. Quá lớn luôn. Giờ về mẹ đổ mấy cái bánh xèo đặng đỡ cho anh Năm đem về dưới cho chị Năm. Đây. Mình không có bỏ nhân vô cả nhà ơi. Để Năm về dưới tới dưới sự khuya rồi không biết chị Năm có ăn hay không là bỏ nhân vô sợ hư. Giờ cũng 7 mấy rồi. Giờ cũng 7 giờ mấy rồi, sợ giờ giữa khuya rồi cái chị Nam không ăn cái để mà ăn hư, thôi để riêng vậy đó. Sáng ăn cũng được. Giờ anh Năm về cả nhà ơi. Tiện anh Năm, gia đình mình ra tiện anh Năm về nè. Giờ chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Mấy giờ rồi vậy? 7 giờ mấy hôm xưa. Con gái mình đây nữa nhưng mà giờ ở ngoài đường nó hơi thối cả nhà ơi, thông cảm cho mình nha. Có em rể mình với anh Lợi ràng đồ lên cho anh Năm trở về nè. Cũng biếu cho anh Năm bánh xèo rồi này kia vậy chứ không có gì đó. Nhưng mà phải bỏ vô cái thùng để Năm chạy cho nó an toàn. Về luôn nha, nó ghét con dừa nha. Ghét con dừa lắm. Về mở con xe ra đồ ăn cái ổng nha, đừng quên nha. Ừ.